Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai có thể chống phá đảng và nhà nước? Ngày 27 tháng 7, blog Trần Văn trên VOA có bài Từ chuyến bay giải cứu, nhìn lại chống phá và thủ đoạn Theo đó, tờ Công an Nhân dân vừa cảnh báo việc lợi dụng việc xét xử vụ án chuyến bay giải cứu để chống phá đảng, nhà nước và đòi hỏi mỗi người phải luôn nâng cao cảnh giác đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, xuyên tạc phá hoại công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, không để bị lôi kéo, kích động, biến thành những con rối. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả mỉa mai nhận xét, có lẽ chỉ báo chí cách mạng ở Việt Nam mới dám đòi hỏi như vậy. Cứ như nhận định của tờ Công an Nhân dân, thì bất kỳ ai nêu quan điểm về vụ giải cứu đều là lợi dụng hoặc để bị lợi dụng nhằm hạ uy tín phủ định vị trí cầm quyền vai trò lãnh đạo của đảng làm lung lay ý chí quyết tâm của đảng nhà nước và nhân dân ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Từ nhận định của tờ Công an Nhân dân, tác giả nhớ tới sự việc ngày 9 tháng 2 năm 2020 chính quyền Việt Nam tổ chức chuyến bay giải cứu đầu tiên đưa 30 người Việt đang kẹt tại Vũ Hán về nước. Sau đó, Facebooker Nguyễn Viết Sơn đã viết: Ngạo nghễ Việt Nam. Hãy nhìn trực diện chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam để thấy được sự ngạo nghễ ấy, bay thẳng vào tâm dịch để đón 30 công dân của mình về nước chăm sóc. Chỉ có thể là Việt Nam. Lũ dân chủ phản động thường rao giảng rằng đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Hãy tự lấy tay chọc nát lỗ tai mình và mở to mắt ra để chứng kiến sự ngạo nghễ đầy nhân văn của một dân tộc được lãnh đạo bởi đảng Cộng sản. Tác giả đặt câu hỏi, nếu bây giờ ông Nguyễn Viết Sơn mới đưa ngạo nghễ Việt Nam lên mạng xã hội, thì việc diễn đạt nội dung y hệt như thế để ca ngợi sự ngạo nghễ đầy nhân văn có phải là âm mưu, thủ đoạn, xuyên tạc, phá hoại công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực chăng? Tác giả tiếp tục dẫn nhận định của tờ Công an Nhân dân rằng, đánh lận hiện tượng để quy kết bản chất không nên suy diễn thành lỗi hệ thống không được tô vẽ nên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội việt nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo nhưng nếu không thể không nên không được như thế thì vì sao chẳng có cá nhân nào được đảng lựa chọn để tham gia lãnh đạo xứ sở này dân tộc này khi tham gia vào việc tổ chức hoạt động giải cứu trong sạch hình ảnh phiên tòa chuyến bay giải cứu vì sao bên cạnh giải cứu còn có việt á chưa kể vô số chuyện kinh thiên động địa khác ai vẫy bùng lên bức tranh màu hồng ngạo nghễ việt nam mà facebooker nguyễn viết sơn vừa vẽ vừa tô các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị đâu có tài tình sáng suốt đến mức gây hoài nghi trong nhân dân và các cấp lãnh đạo hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở theo tờ công an nhân dân Bất kể thế nào thì việc tổ chức hoạt động giải cứu vẫn thể hiện tính nhân đạo của Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm tới công dân Việt Nam ở nước ngoài và được thế giới công nhận là hình mẫu nhân văn, nhân ái, thể hiện bản chất chế độ xã hội mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm được trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tác giả nhận xét, diện mạo của đảng nào, bản chất của nhà nước nào cũng do các thành viên của đảng đó, nhà nước đó phát họa và thể hiện vụ án giải cứu có nhân đạo hay không vì sao những người việt mắc kẹt ở nước ngoài và thân nhân của họ liên tục kêu cứu về chuyện bị bắt chẹt khi muốn hồi hương suốt 2 năm mà đảng và nhà nước ta không đáp ứng nếu thật sự quan tâm tới công dân việt nam ở nước ngoài thật sự nhân văn nhân ái thì giải cứu đâu có trở thành đại án tác giả châm biếm khi biện bạch cho đảng và nhà nước ta từ công an nhân dân có vài điểm đúng nhưng theo hướng ngược lại giải cứu đúng là hình mẫu để thể hiện bản chất chế độ xã hội mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm được trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy cũng lúng túng và khốn khổ vì đại dịch Covid-19, nhưng sau đại dịch này, không có quốc gia nào trên thế giới có những đại án như giải cứu và Việt Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Ai có thể chống phá đảng và nhà nước. Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhân vật gây nhiều tranh cãi về vai trò trong Tết Mậu Thân, đã qua đời. Nghe 26 tháng 7 báo người Việt có bài Hoàng Phủ Ngọc Tường, kẻ chối, tay không dính máu, thảm sát Tết Mậu Thân, ở Huế đã qua đời. Báo người Việt cho biết, nhiều báo tại Việt Nam đưa tin, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, người gốc quản trị, nhưng sinh ra ở Huế, qua đời ngày 24 tháng 7 tại Sài Gòn, ở tuổi 86 sau một thời gian dài bệnh hoạn phải ngồi xe lăn hình ảnh bài trên báo Người Việt theo báo Người Việt ông Hoàng Phủ Ngọc Tường một trong những nhân vật nổi tiếng chống đối chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rồi thoát ly lên rừng theo cộng sản bị không ít người lên án phải chịu trách nhiệm vụ thảm sát hàng ngàn quân cán chính và nhân dân vô tội khi quân cộng sản mở chiến dịch tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 ở thành phố Huế Báo Người Việt dẫn báo chí ở Việt Nam ngày 25 tháng 7 khi đưa tin chỉ ca ngợi ông Tường là một nhà văn khi chết đã để lại nhiều tác phẩm văn chương gồm cả thơ và truyện nhưng rất được yêu thích qua thể loại bút ký. Thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp ban Việt Hán của Đại học Sư phạm tại Sài Gòn năm 1960, ra trường vừa đi dạy vừa học thêm tại Đại học Văn khoa Huế và đầu thêm cử nhân triết, cũng theo báo người Việt, khoảng thời gian này ông Tường tham gia tích cực các hoạt động chống đối chính phủ Việt Nam Cộng hòa, nổi tiếng qua các cuộc biểu tình rồi cùng một số người chạy lên rừng vào năm 1966. Sau khi miền Nam sụp đổ, ông Tường gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam rồi được cử làm tổng thư ký Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên Huế, chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. Ông có nhiều tác phẩm được xuất bản và được tặng thưởng một số giải thưởng văn chương. Nhưng báo người Việt cho hay, điều làm ông nổi tiếng nhất không phải về tài viết văn làm thơ, mà là những tranh cãi về vai trò của ông và một số nhân vật nổi tiếng khác ở Huế như em trai ông Hoàng Phủ Ngọc Phan cùng với Nguyễn Đắc Xuân về vụ thảm sát hàng ngàn người trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968. Hình ảnh Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhân vật gây nhiều tranh cãi về vai trò của ông trong biến cố Tết Mậu Thân tại Huế. Báo Người Việt cho biết thêm, nạn nhân của Cộng sản trong vụ này không riêng gì quân cán chính địa phương mà còn gồm cả đàn bà trẻ em cũng bị giết chung. Rất nhiều người bị đập vỡ sọ, bị chôn sống, bị cột chùm với nhau bằng dây kẽm gai, rồi đẩy chung xuống hố tập thể, tài liệu cũ với hình ảnh, bài viết, phim tài liệu thời sự của báo chí, truyền hình và hồi ký bằng tiếng Việt và ngoại ngữ là các bằng chứng không thể chối cãi về sự giả mang và độc ác cùng cực của cộng sản Việt Nam. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam cho tới giờ này vẫn còn chối và đổ vạ ngược lại cho Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thì ông hoàng phủ ngọc tường là một trong số những người hiếm hoi mấy năm trước nhìn nhận cuộc tàn sát ở huế tết mậu thân là do cộng sản gây ra báo người việt cho hay về phần mình trong một bức thư gửi qua nhà văn nguyễn quang lập ông tường phủ nhận việc mình đã có mặt ở huế khi vụ đại thảm sát diễn ra khi viết rằng mình là kẻ ngoài cuộc tuy nhiên báo người việt nhận xét dù ông ta có trực tiếp nhúng tay vào máu hay không ông Tường vẫn không phải là kẻ ngoài cuộc. Báo Người Việt nhắc lại lời ông Hoàng Phủ Ngọc Tường khi trả lời cho nhóm làm bộ phim tài liệu truyền hình Mỹ Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình của Stanley Cano vào năm 1981. Trong đó, ông Tường gọi các nạn nhân của vụ thảm sát là những con rắn độc. Nhưng vào năm 2018, sau 50 năm xảy ra vụ tắm máu mậu thân, ông Tường lại viết trong một bức thư nhờ ông Nguyễn Quang Lập phổ biến trên Facebook rằng Hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân, đó là một sai lầm không thể nào biện bác được. Đồng thời, ông Tường còn nói, ông đã dối trá khi kể lại vụ tắm máu đó như một kẻ đã tham dự trực tiếp, nhưng thực tế lại không có mặt, theo báo Người Việt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhân vật gây nhiều tranh cãi về vai trò trong Tết Mậu Thân, đảo qua đời quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d